Năm món nợ, dù khó khăn tới đâu cũng đừng dại đụng tới, kẻo hối hận cả đời. Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, người xưa thường nói, chúng ta gặp nhau chính là duyên nợ. Bạn nợ tôi nợ họ, thế là ba chúng ta gặp nhau. Nhân gian này sở dĩ có nhiều mối duyên nợ như vậy là do chúng ta đều là oan gia của nhau. Vậy con người làm sao đối mặt với món nợ này? Liệu có phải món nợ nào cũng nên xuất hiện trong cuộc đời chúng ta hay không? Câu trả lời là không, quý vị ạ. Trong cuộc đời có 5 loại nợ không thể mắc vào. Một khi đã rơi vào sẽ khiến nhân sinh bị hủy hoại, rơi xuống vực sâu. Quý vị có đoán được đó là 5 món nợ nào hay không? Vì sao chúng ta lại không nên nợ? Ngẫm Sự Đời mời quý vị cùng chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay và rút ra bài học cho chính mình, quý vị nhé. Mời quý vị cùng theo dõi. Món nợ thứ nhất, nhân quả của người khác. Quý vị chắc cũng từng rất nhiều lần nghe đến câu nước sông không phạm nước giếng rồi đúng không ạ? Hiểu một cách đơn giản thì ai trong chúng ta cũng đều mang phần nghiệm của riêng mình. Nếu người đi trước can nhiễu quá nhiều vào nhân quả của người đến sau thì người đi trước sẽ phải chịu tai họa lớn. Nhân quả ở đây là nghiệp chướng mà con người phải gánh chịu. Đối với tai họa không phải của mình, ta nên tránh xa càng sớm càng tốt. Nếu không, ta sẽ phải gánh chung cái quần nợ của người khác đấy, quý vị ạ. Nói chung, chúng ta nên tôn trọng bất cứ điều gì xảy ra với người khác. Vì ta không thể hiểu họ đã làm những gì, nên tốt nhất là đừng can dự quá nhiều. Dù sao, thì cuộc sống của mọi người đều do tự bản thân quyết định, tự mình sống tốt phần mình là được. Món nợ thứ hai, ân tình của người khác. Quý vị thấy đấy, cuộc đời này có quá nhiều người vô tình, chỉ ham chạy theo đồng tiền mà quên đi, thậm chí sẵn sàng bất chấp tất cả. Không ít người vì một chữ tiền mà thời gian dành cho gia đình ngày càng ít đi. Đúng là cuộc sống bận rộn và khó khăn, chúng ta khó có thể dành nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng dù khó đến đâu, chúng ta cố gắng là cũng có thể làm được. Mối quan hệ nào cũng vậy, khi quý vị không dành thời gian và công sức để vun vén, mối quan hệ ấy sẽ dần xấu đi và không lấy lại được vẻ đẹp ban đầu. Là con người, chúng ta đừng mang món nợ tình cảm, bởi đây cũng là điều dễ hối tiếc nhất trong đời người. Khi hối hận thì thực sự đã quá muộn. Có chàng trai nọ sau khi tốt nghiệp đại học đã may mắn tìm được cho mình một công việc phù hợp. Nhờ sự nỗ lực chăm chỉ mà sau 6 năm, cậu ta đã trở thành giám sát viên của bộ phận. Công việc đem lại cho cậu thu nhập cao hơn, nhưng đồng nghĩa với đó cũng là trách nhiệm và khối lượng công việc nặng nề hơn. Vì bận rộn, cậu dần ít về quê, rồi ít cả những cuộc gọi cho bố mẹ. Khi bố mẹ chủ động gọi, cậu cũng sẽ nhanh nhanh chóng chóng mà nói vài câu rồi cúp máy. Cậu vẫn luôn cho rằng mình còn rất nhiều thời gian để báo hiếu với cha mẹ, nên lúc đó chỉ nghĩ đến sự nghiệp của mình. Nghĩ rằng khi sự nghiệp thành công hơn, mình báo hiếu với cha mẹ cũng chưa muộn. Chỉ là cậu không bao giờ nghĩ rằng cha mình sau đó bất ngờ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Cậu thậm chí còn không được gặp ông lần cuối, chỉ biết òa khóc thật to như một đứa trẻ. Cuối cùng cậu cũng biết rằng trên đời này tuy có tương lai dài lâu nhưng cũng vô thường lắm. Nếu biết trước ngày hôm nay cậu đã cố để có thể ở bên cha mẹ nhiều hơn, giờ thì tất cả chỉ còn lại những tiếc nuối. Cuộc đời còn quá nhiều bất chắc. Điều chúng ta phải làm là yêu thương khi còn có thể. Đừng luôn nghĩ rằng tương lai sẽ còn dài, bởi vì chúng ta không biết cái nào sẽ đến trước, ngày mai hay biến cố. Nhiều người có thể sẽ hoài nghi, đã là người thân thì sao tránh được nợ nhau tình cảm. Bởi lẽ thường người một nhà vẫn hay tình nguyện làm gì đó cho nhau, giúp đỡ nhau mà không đòi hỏi yêu cầu hay đền đáp. Nhưng chính vì lẽ đó mà chúng ta càng nên tỉnh táo để sống một cách trọn vẹn với lương tâm. Người giúp ta một thì ta phải trả một hoặc gấp đôi, thậm chí là hơn nữa. Ngoài ra, sống trên đời chúng ta còn phải có lòng biết ơn, lòng lương thiện
để mang ngọn lửa của tình yêu truyền đi khắp nơi. Nếu mỗi người có thể làm như vậy, thế giới này sẽ trở nên đẹp đẽ gấp bội phần. Món nợ lớn nhất trên đời này chính là món nợ ân tình mà không ai muốn mình mắc phải, đúng không quý vị? Món nợ thứ ba, mối duyên không thuộc về mình. Ngẫm sửa đời từng đọc được một câu nói như thế này: nhân sinh cũng giống như một ly trà, chi phải tranh giành. Nồng đậm hay nhạt nhẽo cũng được, vẫn đều có hương vị riêng. Vội vàng cũng tốt, mà chậm chạp cũng được. Cuộc sống bởi vì để tâm cho nên mới đau khổ, bởi vì nghi ngờ cho nên mới tổn thương. Những mối quan hệ tốt đẹp thì nhất định quý vị phải biết trân trọng và giữ gìn. Còn những mối duyên nợ chỉ đem lại phiền não, mệt mỏi cho bản thân thì quý vị cũng phải tìm cách cắt đứt. Nhiều người vẫn còn mắc các mối nợ ân tình, ví dụ như tình cảm dây dưa với người yêu cũ, với người tình ngoài hôn nhân. Những mối quan hệ này tốt nhất là không bao giờ dính líu hoặc phải sớm cắt đứt. Nếu không, món nợ này sẽ mãi đeo bám và phá hủy hạnh phúc gia đình hiện tại của chúng ta. Cái gì qua thì nó cũng đã qua, cái gì cũ thì đã là cũ. Có níu kéo, có dằn vặt thì cũng vậy. Những điều đó chỉ khiến trái tim bé nhỏ của chính bản thân dằn vặt đau đớn hơn mà thôi. Vậy nên hãy buông tay với những gì vốn dĩ không thuộc về mình. Vì nếu đó là của mình thì nó đã thuộc về mình từ lâu rồi, quý vị ạ. Món nợ thứ tư, tiền trong tương lai. Do sự phát triển của thương nghiệp và sự xuất hiện của các điểm cho vay, xã hội hiện nay dần hình thành thói quen tiêu tiền trước, trả nợ sau. Khi gặp một món đồ xa xỉ ưng ý nhưng chưa thể mua được, không ít người sẽ rút hết thẻ tín dụng của mình để mua nó. Có người thậm chí không đủ khả năng trả trước đã vay tiền khắp nơi hoặc mua trả góp, để rồi phải dành nhiều năm trời kiếm tiền trả món nợ ấy. Thử hỏi, làm như thế để thỏa mãn sở thích nhất thời của mình thì liệu có đáng không, quý vị? Thói quen tiêu trước trả sau này với người giàu thì đúng là không thành vấn đề. Thế nhưng đối với những người bình thường thì đây sẽ là cục nợ trói buộc họ. Thay vì tìm kiếm niềm vui để rồi đánh đổi cả quãng đời sau này, chi bằng chăm chỉ làm việc rồi hưởng thụ thành quả. Mọi người thường bảo rằng sướng trước khổ sau, cuộc đời chúng ta như thế nào là do ta tự quyết định. Món nợ thứ năm, ơn nghĩa của quý nhân. Quý vị ơi, ở đời có một quy luật ai ai cũng biết và cũng phải nhớ, đó là chúng ta phải biết đáp trả ân tình những người đã giúp đỡ mình. Tuy nhiên, những kẻ vô ơn thì dù có giúp họ bao nhiêu thì họ vẫn không biết trân trọng, thậm chí còn đâm sau lưng chúng ta. Xã hội càng phát triển, chủ nghĩa cá nhân càng lên cao. Bản thân con người cũng trở nên ích kỷ, quên đi cách trả ân tình quý nhân đã giúp mình. Tuy nhiên, ông trời luôn công bằng. Với quý nhân đã giúp quý vị, dù chỉ một lời cảm ơn cũng đủ thể hiện sự trân trọng của bạn dành cho họ. Ngược lại, nếu ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, thì sớm muộn gì phước lành cũng sẽ biến mất. Tệ hơn là không còn ai muốn giúp đỡ quý vị nữa. Ta phải biết khắc ghi trong lòng ân nghĩa của những quý nhân trong đời. Nếu ta không hiểu được đạo lý đó, không nhớ trả món nợ ân nghĩa này, sớm muộn tai họa cũng sẽ đến. Và cuối cùng, nợ tiền bạc. Quý vị thấy đấy, đời người ai cũng vậy, 9 phần 10 là điều không vừa ý. Ai cũng có lúc gặp phải khó khăn, có thể cần đến sự giúp đỡ của người khác. Một khi được người khác giúp đỡ thì quý vị nhất định phải biết ơn. Nhớ rằng không có đồng tiền nào nhàn rỗi và thừa thãi. Khi ai đó sẵn sàng giúp đỡ cho quý vị vay tiền để quý vị có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề của mình, thì nhất định quý vị phải biết trân trọng và hoàn trả đúng hẹn cũng như sớm nhất có thể. Nếu không làm được điều đó, lần sau quý vị có gặp khó khăn cũng sẽ không ai giúp đỡ, bởi họ đã biết quý vị là người như thế nào. Khang có một người bạn cùng lớp vốn không tiếp xúc nhiều. Một lần người bạn này gặp khó khăn và gọi điện cho Khang để nhờ giúp đỡ. Mặc dù không phải mối quan hệ quá thân thiết, nhưng Khang vẫn quyết định sẽ giúp đỡ đối phương. Sau khoảng một tháng, người bạn học kia đã mang tiền đến trả cho Khang. Không những thế, bạn học còn trả nhiều hơn một chút.
Lúc đó Khang không đồng ý chút nào, nói rằng bạn chỉ cần trả lại và không cần làm vậy. Nhưng bạn học không chịu mà nói rằng cậu nhất định phải nhận, cậu đã giúp tôi trong lúc tôi khó khăn nhất, ơn này tôi sẽ không khi nào quên. Người bạn học ấy trước đó đã hỏi mượn vài người bạn thân của mình, tuy nhiên đều bị trực tiếp từ chối. Khi quyết định gọi cho Khang, cậu cũng không kỳ vọng gì nhiều, không ngờ lại được giúp đỡ. Cậu cảm thấy rất xúc động trước sự giúp đỡ này và nhất định không để người tốt như Khang phải chịu thiệt thòi, nên đã gửi thêm chút tiền khi trả lại bạn. Quý vị ạ, cuộc sống rất ngắn ngủi. Đừng mắc nợ tiền bạc với nhau nếu không muốn mối quan hệ nhanh chóng sụp đổ. Trên đời này, không ai sinh ra đã có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bất cứ ai. Bởi vậy, đừng bao giờ coi sự giúp đỡ của người khác đối với quý vị là điều hiển nhiên. Chỉ bằng cách biết ơn và đền đáp kịp thời, mối quan hệ giữa con người với nhau mới có thể tồn tại mãi mãi được, quý vị nhé. Như vậy là Ngấm Sự Đời đã vừa chia sẻ với quý vị về 5 món nợ mà phàm là ai trong đời cũng không nên để mình mắc phải. Một khi dính vào thì cuộc sống sẽ rất mệt mỏi, không khéo còn làm mất lòng những người xung quanh nữa đấy. Quý vị cùng rút kinh nghiệm cho chính mình nhé. Quý vị thân mến, mỗi người chúng ta đều mong muốn được là chính mình, được sống cuộc sống của mình và được tự do, tự tại, phải không ạ? Kỳ thực trong cuộc sống, rất nhiều khi chúng ta lại ràng buộc vào một số thứ khiến bản thân biến thành người khác, thậm chí là thành một người mà mình từng không mong muốn. Vậy những điều mà mọi người thường mắc phải là gì? Làm sao để có thể khắc phục được những điều này? Quý vị hãy cùng Ngẫm Sự Đời tiếp tục tìm hiểu ở phần sau của video nhé. Điều thứ nhất, quá để ý đến ánh mắt của người khác. Có phải khi quyết định hay là một việc gì đó, phần lớn quý vị ở đây thường sợ sệt người khác nghĩ gì về mình, đúng không quý vị? Khi ước mơ của chúng ta không giống với của người khác, chúng ta lại sợ sệt, không dám chia sẻ với họ về ước mơ của mình. Khi cách nghĩ của chúng ta khác họ, chúng ta lại sợ nói ra sẽ bị người khác nhận xét không hay. Sự việc này xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống xung quanh mỗi người. Kỳ thực, cùng là một sự việc, đối với người này có thể không có ý nghĩa, không có gì quan trọng. Nhưng đối với người khác lại có thể quyết định cả cuộc đời họ. Con người chỉ thực sự tự do khi sống mà không để ý đến ánh mắt của người khác. Mình là ai? Mình phải biết. Mình muốn trở thành người như thế nào? Mình phải rõ. Đừng mải chạy theo vừa lòng thiên hạ, so sánh bản thân với người khác. Bằng không sẽ tự lạc lối trong âu lo, mãi mãi không thể chạm đến thành công đích thực. Cho nên, khi đã thấy một việc là đúng đắn, phù hợp với ước mơ, nguyện vọng của mình, thì quý vị đừng quá để ý đến ánh mắt của người khác. Hãy dũng cảm thực hiện mới mong đạt được thành công. Quý vị cũng đừng để miệng lưỡi tầm thường cản trở tư duy của chính mình. Nên nhớ, con người chỉ sống một lần. Hãy sống sao cho đáng sống. Hãy tận dụng thời gian và sức lực của mình để theo đuổi đam mê và làm được việc mình muốn. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Sống không chính kiến, cả đời u mê, mất sạch tất cả. Điều thứ hai, quá quan tâm đến kỳ vọng của người khác. Một nhà văn nổi tiếng từng viết rằng, trên thế giới này có rất nhiều loại kỳ vọng giống như gông xiềng trói buộc chúng ta lại. Kỳ vọng mong chờ của cha mẹ, kỳ vọng của thầy cô giáo, kỳ vọng của bạn bè. Rất nhiều người vì để thỏa mãn kỳ vọng của người khác mà đưa ra những quyết định không hợp với lòng mình, miễn cưỡng bức ép mình, khiến bản thân sống rất mệt mỏi, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực. Thử hỏi điều đó có đáng không quý vị ơi? Nhiều người thường mải chạy theo mong muốn của người khác, thậm chí mải miết làm hài lòng thiên hạ mà tự bạc đãi với chính mình. Tôi muốn được sống như A, tôi muốn được đến nhiều nơi như B. Họ là những hình mẫu tuyệt vời trong mắt bạn và bạn cũng muốn được sống như họ. Noi gương điểm tốt của người khác, nhưng đừng biến bản thân trở thành phiên bản thứ hai của họ. Bằng không, bạn sẽ trở nên mất phương hướng, không thể làm chủ hạnh phúc của chính mình. Thế nên quý vị ơi, đừng mải miết chạy theo mong muốn của người khác, cũng đừng vác tù và hàng tổng.
mải miết làm hài lòng thiên hạ. Hãy sống vì chính mình, biết rõ mình thích điều gì, muốn gì, trở thành người như thế nào. Thay vì thực hiện mong ước của người khác, hãy thực hiện mong ước của chính mình. Như vậy mới thực sự gọi là hạnh phúc. Hãy tự tin là chính mình, đừng bị chi phối bởi bất kỳ ai. Thói đời bạc bẽo nhưng sẽ dạy ta khôn. Thiên hạ nói cho sướng mồm sẽ tự tạo nghiệp cho chính họ. Người thông minh hãy giả câm, tai không nghe, mắt không thấy, tim rộng mở thứ tha tất cả, trí người sáng vững chân về phía trước. Đừng để lời ong tiếng ve kẹt lại trong tâm trí, rút cạn hoàn toàn niềm vui sống của chính mình. Điều thứ ba, sợ không giống với người khác. Quý vị ạ, mỗi người đều có khuynh hướng sợ sệt khi bản thân mình khác với những người khác. Nhưng quý vị biết không, chính những suy nghĩ sợ sệt đó khiến chúng ta gặp rất nhiều trở ngại khi làm điều mà mình mơ ước tâm huyết. Quý vị phải nhớ rằng mỗi người đều là một cá nhân đặc biệt, đều có ưu điểm riêng mà chỉ bản thân mình mới biết. Cho nên phải buông bỏ được cái tâm này thì chúng ta mới thực sự là chính bản thân mình. Bởi vì khi chúng ta sợ mình không giống với những người khác sẽ khiến bản thân sống phù hợp với tư tưởng, suy nghĩ của họ, mặc dù bản thân lại không muốn như vậy. Chính điều này sẽ khiến cho quý vị đánh mất đi ý nghĩa thực sự của đời mình. Điều thứ tư, quá để ý đến hình tượng của mình trong mắt người khác. Quý vị có công nhận rằng là một người nếu như cứ quá để ý đến một điều gì đó thì sống sẽ rất mệt mỏi. Khi chúng ta quá để ý đến hình tượng của mình trong cảm nhận của người khác, quá lo lắng rằng hình tượng của mình trong mắt người khác là tốt hay không tốt, thì thường thường sẽ ngụy trang bản thân, cố gắng biểu hiện ra những gì là tốt nhất của bản thân mà không phải là bản thân mình thực sự. Người sống mà quá để ý đến ánh mắt của người khác, nghĩ xem người khác nghĩ về mình như thế nào, nhìn mình như thế nào, về lâu dài sẽ không còn là bản thân mình nữa mà đang sống cuộc sống của người khác. Khi không được làm điều mình yêu thích, sống cho chính bản thân mình, con người sẽ không thể vui vẻ, hạnh phúc được. Trên thế gian này, mỗi người đều là riêng biệt, đều có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình, có ước mơ của mình. Cho nên, đừng để ánh mắt và quan niệm của người khác hạn chế mình, quý vị nhé. Miệng là của thiên hạ, nhưng đôi tai là của mình. Để ý đến miệng lưỡi thiên hạ, đồng nghĩa sẽ tự giết chết tương lai của bản thân. Đời người ngắn ngủi, chớp mắt một cái, sức trẻ tiêu tan, chỉ còn lại thân già kiệt quệ. Thế nên, đừng vì đánh giá của người khác mà buồn tủi. Đừng vì đàm tiếu của thiên hạ mà thay đổi bản thân. Đừng vì những kẻ không nuôi ta lớn ngày nào mà đánh mất hạnh phúc của chính mình. Sống là chính mình mới là cuộc sống trọn vẹn nhất, quý vị nhé. Điều thứ năm, quá để ý xem người khác có thích mình hay không. Liệu quý vị đã bao giờ gặp một người luôn lo lắng về suy nghĩ của tất cả mọi người, cố gắng làm một điều gì đó mà bản thân không thích nhưng lại có một người khác muốn? Hy sinh thời gian và cả tiền bạc vì một điều gì đó nhưng không phải cho bản thân mà là người khác. Vậy đã gặp người nào như thế hay chưa? Là chính quý vị. Sống trên đời, vô luận là quý vị lựa chọn làm hay không làm một việc gì đó thì đều sẽ có người yêu thích và người không yêu thích quý vị. Điều này không bao giờ thay đổi được. Bởi vậy quý vị không cần mất quá nhiều thời gian vào việc lấy lòng người khác mà chỉ để tâm làm cho thật tốt. Sống cho thật tốt thì tự nhiên bản thân quý vị sẽ có lực hấp dẫn, thu hút sự yêu mến của người khác. Muốn vừa lòng người khác là một sai lầm mà rất nhiều người phạm phải. Họ lo lắng người khác không yêu thích mình mà quên mất rằng mỗi người đều là riêng biệt. Người ta chỉ thực sự bị hấp dẫn, thu hút bởi sự tỏa sáng từ nội tâm của một người, chứ không phải những biểu hiện của bề ngoài. Quý vị thân mến, con người chỉ sống thực sự có ý nghĩa khi có mục tiêu rõ ràng và hoàn thành chúng bằng chính đôi tay của mình. Đừng sống theo hình thức, xính ngoại, chạy theo những thứ thời thượng. Nên nhớ, một chiếc áo đẹp đắt tiền nhưng không vừa cỡ với quý vị thì rồi cũng là đổ bỏ đi. Thứ tốt với người khác chưa chắc là tốt với chính bạn.
Thế nên đừng tệ bạc với điểm mạnh và ước mơ bạn sở hữu. Hãy biết mình là ai, để rồi tự phát huy tối đa tiềm lực của bản thân. Cuộc đời mỗi người đều được an bài bởi gió mưa trắc trở. Con đường dẫn đến thành công không trải đầy hoa hồng. Người duy nhất khiến quý vị cảm thấy hạnh phúc nhất, xét cho cùng chỉ có quý vị. Người duy nhất mà quý vị có thể dựa vào chính là quý vị. Quý vị thân mến, có người từng nói, có vài người bạn tri kỷ, còn hơn là có cả nghìn người bạn, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ xã giao. Đặc biệt trong thời đại mà các phần mềm mạng xã hội ngày càng phổ biến, không ít người vẫn luôn nghĩ cách để mở rộng thêm các mối quan hệ xã hội. Nhưng về sau mới dần phát hiện ra những cái ôm rẻ tiền ấy, giống như mối quan hệ xã giao kia, chỉ càng khiến cho ta cảm thấy cô đơn hơn mà thôi. Cuộc đời của mỗi người đều sẽ gặp gỡ rất nhiều người. Phần lớn trong số đó đều chỉ là khán giả đứng ngoài nhìn vào cuộc đời gập ghềnh, bôn ba, vất vả của chúng ta. Có rất ít người sẽ thực sự tham gia vào cuộc sống của chúng ta, sẵn lòng chia sẻ, tâm sự với ta. Lúc thành công sẽ ở bên cạnh mỉm cười, chung vui với ta. Còn lúc ta thất bại, rơi xuống đáy vực của cuộc đời sẽ thật lòng kéo ta đứng dậy. Đa số bạn bè rồi sẽ dần dần rời xa nhau. Đây là kết cục của phần lớn tình bạn thông thường. Vì thế chơi cùng một người là cả một quá trình chọn lọc, có thể ở lại đến cuối cùng mới chính là tình bạn đích thực. Trong cuộc sống, chúng ta không thể biết trước mình sẽ gặp ai. Gặp được người mình thích là may mắn, gặp phải người mình ghét mới đúng là câu chuyện cuộc đời. Một điều hiển nhiên là dù đi đến đâu, chúng ta vẫn không thoát khỏi những người mình ghét. Nếu trong cuộc sống của quý vị tồn tại những người như thế này, thì hãy chủ động hủy kết bạn với họ ngay nhé. Thứ nhất, bất đồng quan điểm. Ngày mới vào công ty, bạn của ngẫm sự đời có làm thân được với một đồng nghiệp. Hai người vừa là đồng hương, vừa bằng tuổi nhau, vì vậy quan hệ rất thân thiết, gắn bó. Tuy nhiên sau đó, bạn tôi mới cay đắng nhận ra hai người vốn dĩ chẳng hề hợp nhau. Bạn tôi than thở, dạo gần đây hay phải tăng ca. Đối phương lại đáp, tăng ca là được thêm tiền, hà cớ gì phải ca thán. Bạn tôi say mê kể về thần tượng của mình, người ấy lại không tiếc lời chê bai và hạ thấp thần tượng đó. Thậm chí người đó còn bảo bạn tôi thích xem những bộ phim nhảm nhí và rẻ tiền. Quá đáng nhất chính là lần bạn tôi nói không thích yêu đương mà chỉ muốn tận hưởng cuộc sống độc thân. Đối phương chốt cho một câu, đợi đến khi cậu là một bà cô ế chồng, lúc đó chắc chắn cậu sẽ hối hận. Cho dù bạn tôi đã nhiều lần phản đối, nhưng đối phương vẫn chứng nào tật ấy. Cuối cùng bạn tôi dần tách khỏi người đồng nghiệp ra. Điều đó khiến cô ấy cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Quý vị thấy không? Nói chuyện với những người lệch sóng là chuyện vô cùng khó chịu. Sự khác biệt về trải nghiệm, kiến thức và tư tưởng khiến quý vị dù có nỗ lực đến đâu thì cũng chỉ khiến đối phương nghe như vịt nghe sấm. Vậy nên, ngẫm sự đời nghĩ rằng quý vị không nên để bản thân bị cuốn vào những cuộc tranh luận với những người này, nhưng cũng không nhất thiết phải cạch mặt họ. Nếu như quý vị muốn tìm lại bình yên cho bản thân, tốt nhất là quý vị nên giữ im lặng và thiết lập với những người đó một khoảng cách hợp lý. Khi tư tưởng và đẳng cấp khác nhau, những cuộc tranh luận chỉ là tốn công vô ích mà thôi, thậm chí còn khiến mối quan hệ trở nên xấu đi. Nhà văn Haruki Murakami từng nói, không phải tất thảy các chú cá đều bơi trong cùng một vùng biển. Một số người vốn đã được định sẵn không đi chung đường với ta. Chúng ta không phải tốn quá nhiều thời gian và tâm sức cho họ. Chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với những người bất đồng quan điểm với mình. Đừng cố ép bản thân phải hòa hợp hay phân cao thấp với họ, bởi đó là những điều tốn công vô ích quý vị ạ. Hãy thiết lập khoảng cách an toàn cho mình, sau đó chúng ta hãy tập trung làm cho tốt chuyện của bản thân. Thứ hai, tính cách không hợp. Khi gặp một người mới, con người sẽ dựa vào ấn tượng đầu tiên của bản thân để đưa ra những nhận xét về người đó.
những nhận xét đó đa phần được xuất phát từ cục bộ rồi phát triển ra toàn thể. Vì vậy chúng ta thường đánh giá người khác một cách phiến diện, đúng không quý vị? Đặc biệt là đối với những người mình ghét, chúng ta thường phủ nhận toàn bộ điểm tốt và phóng đại điểm xấu của họ. Điều này khiến chúng ta trở nên tầm thường và nhỏ nhen. Ngược lại, người có tầm nhìn sẽ biết tìm ưu điểm trong những khuyết điểm của người khác. Vì vậy, họ mới thường nhìn thấy nhiều thứ tốt đẹp hơn chúng ta. Bố của Ngẫm Sự Đời từng nói, người có bản lĩnh là người dám hợp tác với người mình ghét. Ông từng kể câu chuyện về người có thu nhập cao nhất trong nhóm bạn thời trẻ của ông. Người đó làm việc tại một ngân hàng. Một hôm, sếp có hỏi bạn, ông có muốn làm việc chung với một đồng nghiệp đặc biệt hay không? Người này tính cách kỳ quặc khiến cả công ty đều thấy ghét. Nhiều người thà thôi việc còn hơn là phải làm việc cùng người đó. Bạn của ông nghĩ người này dù đáng ghét nhưng vẫn trụ lại ở công ty lâu đến vậy. Chắc hẳn năng lực không phải tầm thường, vì vậy anh đã không đắn đo quá lâu mà đồng ý ngay. Anh tạm gác lại cảm tính cá nhân để làm việc với người đó. Công việc diễn ra vô cùng suôn sẻ và bạn của ông cũng được sếp hết lời khen ngợi. Quý vị có đồng ý với Ngẫm Sự Đời rằng thế giới này ra sao phụ thuộc vào việc bạn muốn nó có hình dạng gì mà thôi, phải không nào? Trong cuộc sống, quý vị vẫn có không ít lần phải làm việc với người mình ghét. Vì vậy chúng ta nên tạm thời buông bỏ bất đồng, hãy bắt tay nhau để tìm kiếm lợi ích chung. Công ty của tôi có anh trưởng phòng tính tình bảo thủ và cố chấp. Rất nhiều người đã phải từ chức vì không chịu nổi anh ta. Chỉ có một mình anh Dũng là chấp nhận làm việc dưới quyền anh trưởng phòng kia. Lúc đầu anh Dũng cũng ghét trưởng phòng, nhưng lâu dần anh mới nhận ra năng lực của trưởng phòng quả thực không tầm thường. Tác phong làm việc nhanh gọn, dứt khoát. Những khách hàng khó tính đều được trưởng phòng giải quyết ổn thỏa. Hơn thế, anh cũng nhận ra chỉ cần anh khen và chịu nghe lời trưởng phòng thì trưởng phòng cũng không gây khó dễ cho anh. Từ đó, anh mới buông bỏ những định kiến trước kia của mình mà quyết tâm đi theo trưởng phòng học hỏi. Chỉ sau nửa năm, anh đã tiến bộ vượt bậc và được cất nhắc lên chức phó phòng. Quý vị ơi, kỳ thực là một người trưởng thành sẽ nhìn thấy sự hữu dụng của người khác từ chính những khuyết điểm. Họ biết đi tìm những điểm tương đồng trên những xung đột vốn có. Chúng ta không nên liên tục công kích về khuyết điểm của đối phương để rồi tiệt cả đôi đường. Tại sao quý vị lại không thử nhìn vào những ưu điểm của họ để tìm được tiếng nói chung? Chúng ta không có cách nào để thay đổi người khác, nhưng lại có thể thay đổi thái độ của bản thân đối với người đó. Điều này sẽ khiến cho việc hợp tác với họ trở nên thoải mái hơn rất nhiều đấy quý vị ạ. Thứ ba, buông bỏ chuyện không liên quan đến mình. Thời gian quá ít mà đời lại có quá nhiều thứ, nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa là quý vị cần phải quan tâm hết. Đời người ngắn ngủi và cũng chẳng sung sướng gì. Vậy hà cớ chi mà ta phải phiền lòng vì người mình ghét và những chuyện không đâu. Hãy dùng quỹ thời gian có hạn của mình đầu tư cho những thứ chất lượng. Hãy giải phóng bản thân ra khỏi những thứ tầm thường và nhỏ bé. Trong cuộc sống, Ngẫm Sự Đời khuyên quý vị đừng quá nhạy cảm hay chấp trách. Tục ngữ có câu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nếu quý vị cứ tốn thời gian vào việc hận thù những kẻ từng bắt nạt và phụ lòng quý vị, điều này chỉ làm cho vết thương trong lòng của quý vị thêm sâu. Thế nên quý vị ạ, đừng quá để tâm đến những chuyện hay những người chỉ đem đến những năng lượng tiêu cực cho mình. Hãy nhớ đừng quan tâm đến người mình ghét. Hãy buông bỏ thay vì tha thứ cho những chuyện đau lòng trong quá khứ. Chỉ có như vậy thì quý vị mới có thêm được nhiều niềm vui mới. Và cuối cùng, hãy làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Quý vị ơi, hãy luôn nhớ là khi quý vị còn ghét một người, có nghĩa là người đó vẫn luôn quẩn quanh trong cuộc sống của quý vị. Quý vị chỉ có thể lớn mạnh khi quý vị thoát ra khỏi những ám ảnh về họ. Cho dù quý vị có nỗ lực đến đâu, thì có một sự thực
là quý vị vẫn không thể làm bạn với một số người. Thế thì tại sao quý vị phải hao tâm tổn sức làm gì để rồi tự mình làm khổ mình? Nếu đã không tìm được tiếng nói chung thì đừng cố hòa hợp mà hãy giữ khoảng cách. Nếu tính cách khác biệt, đừng bỏ chạy mà hãy kiến tạo lợi ích chung giữa đôi bên. Chuyện không đâu hãy buông bỏ, đừng tự chuốc phiền não vào thân, đừng cứ chìm đắm vào sự phiền não. Ngẫm sự đời mong rằng quý vị hãy dùng thời gian cho những việc xứng đáng hơn, thay vì cứ phải đi ghét người khác để nâng cao giá trị bản thân, thì tại sao chúng ta không nỗ lực để chứng minh bản thân mình mỗi ngày? Khi quý vị giỏi hơn, quý vị cũng tự nhiên sẽ không còn bận tâm đến những người khiến mình không vừa ý nữa. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.